Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nha, mình kiểm tra giúp em độ 4 sẽ hàng ngang, mình là người chiến thắng luôn à. Tiếp theo. Chào quý anh chị mình ơi, vòng loại tiếp theo phục vụ tất cả quý anh chị mình là vòng loại thay cổ đổi mới 30.000 đồng một tờ là vé quý anh chị mình nha. Quý anh chị mình sẽ được nhận một đá voucher trị giá 2.500.000 đồng luôn à. Rồi anh chị mình ơi, ai đặt giải đó mà. Rồi chị gái luôn từ từ chứ không sao cho em đợi được gì ơi. Tính cứ từ từ à. Chào quý anh chị mình ơi, trong lúc đợi kiểm tra lá vé cho mình thì quý anh chị mình thương tình ủng hộ giúp em luôn nha. Mỗi một tờ lá vé chỉ với 30.000 đồng thôi, mình sẽ được nhận một đá voucher trị giá 2.500.000 đồng luôn à. Biết đâu cơ hội may mắn sẽ là của mình thì sao ạ? À? Rồi em chào chị. Wow, đẹp gái quá. Rồi chị tên là bé chị gái nha. Mã phục lợi là 5731 hợp lệ. Con số vượt qua 51. Có 1. 48. Có 2. 13. Có 3. Số 8. Có đủ. Trời ơi, quá may mắn chị ơi, chúc mừng chị nha. Ôi chị khoanh thì chị dễ hình trái tim con số luôn á. Quá may mắn rồi, em mời chị đến với một quà may mắn giúp em luôn nha. Thử xem phần may của là sẽ là số mấy đây ạ. Rồi, một lần sau cùng cho em hỏi một mình nghe là đặt giải con số 51 của thông quý chị mình ơi.